Sáng ngày 26 tháng 10 tại cảng quốc tế Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảng quốc tế Cái Mép đã làm lễ đón siêu tàu chở container Mares Maus, lớn nhất từ trước đến nay cập cảng để bốc dỡ hàng. Đây là một trong số ít tàu container lớn nhất thế giới hiện nay đang được liên minh hãng tàu lớn nhất thế giới 2M khai thác trên tuyến dịch vụ đi bờ Tây nước Mỹ hàng tuần, cập cảng quốc tế Cái Mép. Với trọng tải 214.121 tấn, từ trước tới nay, đây là con tàu có trọng tải lớn nhất từng ghé vào một cảng ở Việt Nam. Ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng khi một cảng nước sâu tại Việt Nam có khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn được triển khai đến các tuyến châu Âu và các tuyến xuyên Thái Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công cho biết, với hạ tầng như hiện nay, việc đón tàu lớn như hiện tại là nỗ lực rất lớn của tất cả các đơn vị liên quan, bởi vì cơ sở hạ tầng ở đây chỉ cho phép đón tàu đến 80.000 tấn là đầy tải. Để mà có thể đón được những cái tàu lớn trong thời gian tới lớn như thế này, lớn hơn nữa, thuận tiện ra vào, thì cái việc đầu tiên của chúng ta là phải đầu tư nâng cấp cái luồng Cái Mép Thị Vải từ cái độ sâu 14m hiện nay lên ít nhất là 15,5m. Và khi đã đạt độ sâu 15,5m thì tàu có thể an toàn 24/24 mà không phải chờ thủy triều, không phải sử dụng các loại phương tiện hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho tàu. Dẫn đến thì cái chi phí nó sẽ giảm. Khi chi phí giảm thì nó cũng sẽ là một cái động lực để các cái hãng tàu người ta vào khu vực Cái Mép Thị Vải thường xuyên hơn, thì hàng hóa được lưu thông một cách nhanh chóng, thuận lợi hơn. Tàu container Mares Maus là một trong những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay. Tàu có trọng tải 214.121 tấn, sức chở hơn 18.300 TEU, dài gần 400m, rộng 59m. Với sự kiện này, cảng quốc tế Cái Mép trở thành một trong số khoảng 20 cảng lớn trên thế giới có đủ năng lực tiếp nhận tàu kích cỡ này, góp phần khẳng định vị thế của hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải trên bản đồ hàng hải thế giới. Sự kiện tàu cập cảng là dấu mốc quan trọng không chỉ cho riêng cảng quốc tế Cái Mép thuộc khu cảng nước sâu Cái Mép mà còn của cả ngành hàng hải Việt Nam. Sản lượng hàng hóa cho đến giờ phút này thì đã đạt và vượt công suất thiết kế. Công suất thiết kế thì khoảng 6,8 triệu TEU một năm. Thế mà theo tính toán của chúng tôi thì hết năm nay thì chúng ta sẽ đạt khoảng 7,2 triệu TEU, trong đó là có 4 triệu TEU hàng hóa xuất khẩu, là tức là xếp dỡ trực tiếp từ tàu mẹ xuống cảng hoặc là từ cảng lên tàu mẹ, và khoảng 3,2 triệu TEU là trung chuyển nội địa từ các cái cảng trong khu vực tập kết ở đây để chuyển lên tàu mẹ hoặc là ngược lại. Việc cảng quốc tế Cái Mép đủ năng lực và được cấp phép tiếp nhận tàu trọng tải đến hơn 214.000 tấn hạ tải cập cảng cũng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu, EU, Việt Nam, EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Khi đó, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ được xếp lên các tàu mẹ kích cỡ lớn, đi thẳng đến các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, mà không cần trung chuyển qua các cảng trung chuyển như Singapore, Malaysia, giúp tiết kiệm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh, giảm thời gian chuyên chở, từ đó hàng hóa sớm được tiếp cận với thị trường. Do vậy, đây là một bước phát triển lớn của ngành hàng hải để chuẩn bị nguồn lực phục vụ cho tiềm năng tăng trưởng của ngoại thương Việt Nam.